bên trong trong thời điểm phát thanh viên Ngô Minh Đức, các kỹ thuật viên Anh Tuấn và Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung U Ngọc Lộc. Chuyên mục dự báo thời tiết. Trời sẽ hửng nắng nhẹ về chiều, nhiệt độ nhích lên từ 25 đến 28 độ. Khối không khí nóng vẫn bao trọn Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ. Vùng nóng trải rộng từ thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Đông Nam Bộ sang cả khu vực miền Tây. Nhiệt độ đạt từ 35 đến 37 độ.